Kỷ luật khiển trách Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc và Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang. Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Trần Hồng Quân từ trần. Hơn 150 cán bộ chiến sĩ công an Quảng Trị vây bắt quân idol và các đối tượng. Dừng ở Sóc Sơn, câu trả lời tê tái. Kỷ luật khiển trách Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc và Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Kiên Giang đã xem xét kỷ luật đối với nhiều đảng viên, trong đó có ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc và ông Trần Chiến Thắng, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang. Chiều 25 tháng 8, ông Phạm Hoàng Nam, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Kiên Giang cho biết, ngày 20 tháng 7 đến ngày 21 tháng 8, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Kiên Giang đã họp kỳ thứ 16 và 17, giải quyết nhiều nội dung và xem xét kỷ luật nhiều đảng viên, trong đó có ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc, ông Trần Chiến Thắng, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quản lý sử dụng đất đai. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Kiên Giang đã quy định thi hành kỷ luật hai ông bằng hình thức khiển trách. Còn ông Trương Thành Tấn, Chánh Thanh tra thành phố Phú Quốc vi phạm trong việc tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố về quản lý sử dụng đất đai để xảy ra vi phạm. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Kiên Giang đã quy định thi hành kỷ luật ông Tấn bằng hình thức khiển trách. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Kiên Giang còn xem xét kết luận kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Giang Thành. Qua kiểm tra cho thấy có sai sót, vi phạm trong quản lý sử dụng tài chính, tài sản nên Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Kiên Giang đề nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 143 triệu đồng, đồng thời yêu cầu Thường trực Huyện ủy Giang Thành nghiêm túc rút kinh nghiệm. Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2020-2025 đã buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra để Sở Y tế, cơ sở y tế trực thuộc và một số cá nhân vi phạm luật đấu thầu, quản lý tài sản công trong việc mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế, kit xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Từ đó, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Kiên Giang đã quy định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Dừng ở Sóc Sơn, câu trả lời tê tái. Thưa quý vị và các bạn, sau 4 năm nhận kết luận rõ ràng, mạnh mẽ, dứt khoát từ thanh tra, thì thực trạng quản lý rừng ở Sóc Sơn là một sự phản hồi gây bức xúc, đau đớn. Câu chuyện về rừng ở huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội bị xẻ thịt vẫn hầm hập tính thời sự. Sau nhiều năm, ít nhất từ năm 2019, trước tình trạng xẻ thịt rừng vô tội vạ tại huyện này, Thanh tra thành phố Hà Nội ban hành hai kết luận thanh tra về đất rừng, nêu rõ hàng nghìn trường hợp vi phạm. Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn không kiên quyết chỉ đạo khắc phục vi phạm theo các kết luận của thanh tra và ý kiến chỉ đạo các cấp trước đó. Ủy ban Nhân dân các xã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm dẫn đến nhiều vi phạm về đất đai cũng như vi phạm trật tự xây dựng. Kết quả thanh tra cũng thể hiện việc xác định công trình vi phạm của Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn năm 2017 không chính xác, khi thực tế số lượng công trình vi phạm lớn hơn rất nhiều. Chỉ riêng hai xã Minh Phú, Minh Chí và khu vực ven 7 hồ lớn trong quy hoạch rừng đã có 797 công trình vi phạm. Thanh tra thành phố Hà Nội kiến nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm tập thể và cá nhân liên quan. Cùng với đó, đề nghị tổ chức cưỡng chế ngay các công trình vi phạm trật tự xây dựng năm 2017-2018 trên địa bàn hai xã Minh Chí, Minh Phú và khu vực ven các hồ, trả lại nguyên trạng ban đầu. Những nội dung trên là thông điệp rõ ràng, nghiêm khắc và dứt khoát trong lập lại trật tự luật pháp tại khu vực này. Không riêng Hà Nội, người dân cả nước hy vọng, chờ đợi tín hiệu tích cực từ việc xử lý khắc phục sai phạm. Thế nhưng cho đến gần nửa thập kỷ sau, tháng 8 năm 2023, ghi nhận của phóng viên chúng tôi trên địa bàn huyện Sóc Sơn, chủ yếu ở những khu vực đất rừng, đặc biệt là ven các hồ, mọc thêm rất nhiều công trình hạng mục mới. Như vậy, đất rừng ở đây tiếp tục bị xẻ thịt. Lãnh đạo huyện này, ông Phạm Quang Ngọc cho biết, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023, huyện đã kiểm tra 478 trường hợp, phát hiện 187 trường hợp vi phạm, phải lập hồ sơ xử lý. Huyện đã xử lý dứt điểm 124 trên 187 trường hợp. Ngoài ra xử lý được 149 trường hợp vi phạm tồn đọng từ năm 2022 trở về trước và vi phạm theo các quy định, kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật. Nghĩa là kiến nghị trả lại nguyên trạng ban đầu, không những bay theo gió mà cơn gió ấy còn mang cả sự thất vọng về cách tiếp cận, thực thi trách nhiệm của một số người. Cách hành xử công vụ như đùa trên vừa làm tổn hại đất rừng, vừa gây tổn hại tới ý thức chấp hành quy định, ý thức thượng tôn luật pháp của một bộ phận lẽ ra phải nổi trội trong chấp hành. Hãy xem một phần trong xử lý, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn đã xem xét kỷ luật đối với 80 trường hợp, trong đó không kỷ luật vì sai phạm chưa đến mức phải kỷ luật là 19 trường hợp, không kỷ luật vì hết thời hiệu 22 trường hợp, khiển trách 29 trường hợp, cảnh cáo 6 trường hợp, cách chức 2 trường hợp và buộc thôi việc 2 cán bộ công chức lao động hợp đồng. So với sự đằng đẵng về thời gian, số liệu hãi hùng về quy mô, mức độ vi phạm, sự ngang nhiên tiếp tục mọc của cắm,
của các công trình mới thì 39 trên 80 trường hợp kia như một động tác gãi hời hợt trên phần cơ thể có dấu hiệu phải dùng tới dao mổ. Sau 4 năm nhận kết luận rõ ràng, mạnh mẽ dứt khoát tựa như sấm sét từ thanh tra thành phố Hà Nội, thì thực trạng quản lý rừng ở Sóc Sơn hiện nay là một sự phản hồi không mong đợi. Phải nghiêm khắc xử lý các tồn tại dẫn tới câu trả lời tê tái ấy. Đừng nói rồi để đấy, đánh trống bỏ rùi nữa, thưa các vị. Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Trần Hồng Quân từ trần. Thưa quý vị và các bạn, giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Quân, vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đầu tiên của thời kỳ đổi mới, cải cách, vừa từ trần tại thành phố Hồ Chí Minh. Giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Đại học Trung học Chuyên nghiệp và Dạy nghề, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam, từ trần vào hồi 13:02 ngày 25 tháng 8 năm 2023 tại Bệnh viện Trung ương Quân y 175, thành phố Hồ Chí Minh. Giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Quân sinh ngày 15 tháng 2 năm 1937, quê xã Mỹ Cuối, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 6, 7 và 8, đại biểu Quốc hội khóa 8, khóa 10. Ông dành cả cuộc đời công tác gắn bó với ngành giáo dục Việt Nam. Năm 1961 đến năm 1975, giáo sư Trần Hồng Quân giảng dạy tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Từ 1975 đến 1976, ông là trưởng khoa cơ khí Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Từ 1976 đến 1982, ông đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Từ 1982 đến năm 1987, ông làm thứ trưởng Bộ Đại học và Trung học Chuyên nghiệp. Từ 1987 đến 1990, ông trở thành Bộ trưởng Bộ Đại học Trung học Chuyên nghiệp và Dạy nghề. Từ 1990 đến 1997, ông đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2005 đến 2015, rời công việc ở cơ quan quản lý nhà nước, ông làm Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học cao đẳng ngoài công lập Việt Nam, rồi làm Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam đến năm 2021. Từ năm 2021 đến nay, ông là Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam. Hơn 150 cán bộ chiến sĩ công an Quảng Trị vây bắt quân idol và các đối tượng. Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động hơn 150 cán bộ, chiến sĩ để tiến hành bắt quân idol cùng hai đối tượng trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Sáng nay, thông tin với chúng tôi, lãnh đạo văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Quân, 32 tuổi, biệt danh là Quân Idol, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Hoàng Thái Mạnh, 31 tuổi, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa và Nguyễn Phi Cường, 33 tuổi, trú tại xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa. Lãnh đạo văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thông tin. Trước đó chúng tôi nhận được tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân về đối tượng bắt giữ người trái pháp luật. Có đủ căn cứ nên đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Để bắt giữ 3 đối tượng trên, từ hơn 7 giờ ngày 25 tháng 8, Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động hơn 150 cán bộ chiến sĩ gồm cảnh sát cơ động, cảnh sát ma túy, cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông và công an huyện Hướng Hóa, sau đó tiếp tục huy động thêm 2 chú chó nghiệp vụ để hỗ trợ các lực lượng tiến hành khám xét. Triển khai lực lượng mạnh nên việc giữ 3 đối tượng diễn ra nhanh chóng, nhưng do khám xét ở nhiều địa điểm nên hơn 24 giờ tối 25 tháng 8 mới hoàn tất. Quá trình khám xét, cơ quan công an đã thu giữ nhiều đồ vật tài liệu liên quan. Lãnh đạo văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết các tài liệu chứng cứ ban đầu đủ căn cứ để chúng tôi tạm giữ người khẩn cấp vì liên quan đến việc bắt giữ người trái pháp luật, còn các tài liệu khác thì mới khám xét, chưa kết luận được gì cả. Được biết mấy năm trở lại đây, Nguyễn Quốc Quân được nhiều người biết đến qua các video đòi nợ trên mạng xã hội. Đối tượng này được cho sở hữu nhiều chiếc xe sang, có biển số đẹp và kinh doanh dịch vụ cầm đồ.